Cô đã lên đã báo cáo rồi là chẩn đoán HIV rồi, và tôi chỉ đi nhân về vấn đề về sản khoa tôi xử lý như nào thôi. Vì khi một bà mẹ mang thai chuyển dạ mà nhiễm HIV thì các bạn xử lý như nào? Còn khi mà các bạn phát hiện lúc phụ nữ mang thai mà nhiễm HIV thì các bạn sẽ chuyển qua chuyên khoa về y học lâm sàng nhiệt đới chúng ta điều trị, thì chúng ta không giữ ở bên sản khoa để điều trị. Thế nên là khi mà các bạn mà cho phụ nữ mang thai tư vấn bao giờ còn gì cho xét nghiệm 3 tháng đầu viêm gan HIV giang mai, và nếu có tư vấn cho bệnh nhân làm thêm toxo và CV và rubella để phát hiện sớm, để khi mà phụ nữ mang thai nhiễm một số bệnh lây nhiễm hoặc virus để gây dị tật cho thai nhi. Các bạn biết rồi đây, cô Lan điểm qua tôi nói nhân thôi nhé, là chủ yếu là lây truyền qua ba đường: đường máu, đường tình dục và đường lây truyền từ mẹ sang con. Các bạn biết hết rồi, tôi sẽ điểm rất nhanh. Đây một số cái mô hình mà sơ đồ là nhiễm trên toàn cầu. Đây năm 2009 có 38 triệu người sống chung với HIV và có 1,7 triệu ca mắc mới. Việt Nam thì khoảng 230.000 là nhiễm HIV còn sống. Và yếu tố nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con, thứ nhất là nồng độ virus cao trên 10 mũ 3 trên 1 lít huyết tương, và thứ hai là CD4 thấp, thứ ba là không dùng thuốc virus khi mang thai, không dùng kháng virus ARV, thứ tư thì không có bệnh lây truyền qua đường tình dục, một số bệnh kèm theo ví dụ lậu đại khát hoặc gì giang mai kèm theo nhé, đặc biệt là vỡ ối dị ối kéo dài tăng nguy cơ lên 2% trong vòng 1 giờ, cứ thêm 1 giờ là thêm 2%, đặc biệt là viêm màng ối, đặc biệt là trong 3 tháng cuối, hoặc là viêm nhiễm âm đạo có thể là tăng nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con, và gì là lây truyền qua tử cung ấy, thường 30-50% thường gặp trong 3 tháng giữa, và trong quá trình chuyển dạ thì thường thì tiếp xúc giữa thai nhi và dịch cơ thể mẹ, dịch ối máu thì chiếm 60-65%, và trong thời kỳ con bú thì chiếm từ 10-15%, hay gặp nhất là gì thuộc vào thời gian con bú dài hay ngắn. Cho nên các bạn chú ý là gì, trong chuyển dạ tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con là chiếm đến 60-65%, rất cao. Nên các bạn lý làm sao là mình sẽ giảm lây truyền từ mẹ sang con và trong chuyển dạ để làm sao giảm nguy cơ lây nhiễm cho con. Và lâm sàng các bạn biết rồi, giai đoạn nhiễm HIV, giai đoạn AIDS và xét nghiệm thì một là ELISA này cô Lan Anh giới thiệu rồi, một số xét nghiệm kháng nguyên tìm gen hoặc là làm PCR để chẩn đoán là nhiễm HIV và chẩn đoán ấy, xử lý phụ nữ mang thai nhiễm HIV chúng ta xử lý như nào. Nếu như các trường hợp muốn ngừng thai ngén thì với tuổi thai dưới 22 tuần là cho đình chỉ thai ngén, có tự nguyện làm đơn chúng ta cho đình chỉ thai ngén, và các trường hợp sau khi tư vấn mà muốn giữ thai thì cần điều trị ngay để giảm lây truyền từ mẹ sang con, thường điều trị từ tuần 24 trở đi để mà càng sớm càng tốt. Quan điểm mới của bên Lây là cho điều trị càng sớm tốt để giảm lây truyền từ mẹ sang con. Và quản lý thai nghén như nào, tư vấn cho thai phụ về nguy cơ lây truyền cho con và khả năng chỉ phòng lây nhiễm được trong 3/4 trường hợp mặc dù đã uống thuốc đầy đủ, và phác đồ sử dụng tùy điều kiện của từng cơ sở. Thứ ba gì, hiện tại sử dụng là một phác đồ duy nhất không phụ thuộc giai đoạn và C4, quan điểm trước đây là khác bây giờ là thay đổi hoàn toàn. Và thuốc điều trị á, thì là thường như là chúng ta hay dùng gì ạ, ức chế men sao chép ngược ấy, thường bây giờ phổ biến nhất là dùng là tenofovir là hay dùng nhất, còn một số thuốc là lamivudine này khác chúng ta rất nhiều, hoặc gì thuốc ức chế men sao chép ngược ví dụ là nivedapine này khác rất nhiều. Chúng ta sẽ biết qua thôi vì cái này sẽ cho chuyên khoa về lây sẽ hiểu sâu hơn cho các bạn chỉ biết một số thuốc hay dùng thôi, đặc biệt là TDF chúng ta hay dùng đây, hoặc thuốc ức chế men ví dụ là gì là lopinavir này, một số khác hoặc ức chế men thích hợp hoặc ức chế hòa mạc, thuốc này chúng ta ít dùng. Và phác đồ sử dụng ARV thứ nhất là gì, là giảm tải lượng virus trong máu mẹ và giảm nguy cơ lây chuyển từ mẹ sang con, và theo hướng dẫn của Bộ Y tế từ năm 2006 thì các phác đồ dự phòng lây chuyển từ mẹ sang con thì AZT NV là nivedapine đấy, hoặc nivedapine là duy nhất, hoặc phác đồ bạn thuốc. Và năm 2013 Bộ Y tế thống nhất là phác đồ một duy nhất là ba thuốc TDF ấy, 3TC và EF là viên tenofovir đấy, các bạn biết rồi, một vỉ một hộp là khoảng 30 viên là khoảng 1 triệu, trên dưới 1 triệu.
Và về vấn đề thái độ xử trí sản khoa, các bạn quan tâm nguyên tắc của sản khoa gì là giảm tối thiểu phơi nhiễm của thai nhi với HIV từ các dịch cơ thể người mẹ và giảm tối thiểu các yếu tố nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. Thứ hai, phương pháp đẻ gì, đẻ thường, đẻ đột thuật, mổ lấy thai phụ thuộc vào là tỷ lệ là lây truyền từ mẹ sang con. Có nghĩa sao? Các bạn không phải là tất cả biết đến chuyển dạy chúng ta đều mổ lấy thai, tùy theo tình huống. Nếu chúng ta có chuyện về sản khoa, chúng ta có thể là như là với mổ lấy thai, chứ không phải tất cả bà mẹ mang thai chuyển dạy chúng ta đều mổ lấy thai. Tuy nhiên dù nếu mà chuyển dạ mà có ối vỡ sớm, có nguy cơ chúng ta nên mổ lấy thai để giảm nguy cơ lây chuyển từ mẹ sang con. Nhưng các bạn biết là mình rất là linh hoạt để mình xử trí, chứ không phải tất cả bà mẹ chuyển dạ chúng ta đều mổ lấy thai. Hoặc ví dụ chuyển dạ 4 năm phân rồi các bạn mà mổ sớm không được, chờ mổ hết các bạn mới mổ mối nhé. Đây là một số gì là về gì là mổ lấy thai. Ví dụ là nồng độ virus cao chúng ta mổ lấy thai đấy, trên 400 OP từ 50 đến 399 thì tùy trường hợp chúng ta phải mổ lấy thai không, còn dưới 40 thì chúng ta có thể cho đẻ ở dưới. Tuy nhiên là gì, là tùy theo tình huống khác nhau, kèm theo ối vỡ không, bệnh toàn thân của người mẹ không, tình trạng của bệnh nhân thế nào, nguy hiểm bao nhiêu không, để có nghĩa là chúng ta dùng chỉ mổ kèm theo vấn đề sản khoa kèm theo nữa, chứ không phải hoàn toàn là dựa vào nồng độ virus. Và một số nghiên cứu thì là sao, cộng gồm có 15 nghiên cứu ở bệnh nhân nhiễm HIV ở Bắc Mỹ và châu Âu, thì nhóm không uống ARV thì tỷ lệ nhiễm từ mẹ sang con ở mổ lấy thai khoảng 84%, so với sinh khác là 16%, có sự khác biệt có nghĩa thống kê nhé. Thứ hai là nhóm có uống ARV tỷ lệ lây nhiễm cho con là 2%, so với các sinh khác là 73%, có nghĩa là mổ lấy thai thì giảm nguy cơ hơn. Tuy nhiên chúng ta không phải hoàn toàn là 100% là nhiễm HIV chúng ta mổ lấy thai. Tuy nhiên nếu như thai phụ, sản phụ vào chuyển dạ, chúng ta muốn mổ lấy thai để giảm nguy cơ, chúng ta cũng có thể ưu tiên cho người ta. Và gì nhỉ, tỷ lệ đây HIV cho con đấy ở mổ lấy thai chủ động là 2,4%, trong mổ cấp cứu là chiếm là 88%. Và gì nhỉ, thai phụ nhiễm HIV có nồng độ virus đấy dưới 400 OP tỷ lệ lây nhiễm qua đường âm đạo là 4,6%, trong đó mổ chủ động là 0,7%, tỷ lệ thấp hơn mà mổ cấp cứu là 1,4%. Đây một số chúng ta chứng minh điều đấy. Có nghĩa là sao, nếu như mà nồng độ virus cao chúng ta mổ lấy thai chủ động thì giảm lây chuyển từ mẹ sang con hơn. Tuy nhiên chúng ta không phải lạm dụng tất cả, tùy tư vấn cho gia đình và bệnh nhân. Con đang muốn lấy mổ lấy thai chủ động chúng ta cho mổ lấy thai, chứ chúng ta phải bắt buộc là hoàn toàn 100% là mổ lấy thai. Và điều trị gia sinh, đặc biệt là trẻ gia sinh, điều trị dự phòng từ mẹ sang con cho uống nivolumab hoặc AZT trong vòng 16 tuần sau khi sinh. Và với mẹ thì tiếp tục cho điều trị ARV và thuốc chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là nhiễm trùng cơ hội. Có thể dùng kháng sinh, một hai loại kháng sinh tùy theo mức độ. Còn nếu như nồng độ virus thấp, chế độ ăn chúng ta phải cho kháng sinh bình thường, không phải dùng nhiễm trùng cơ hội. Và cho con bú thì sao, tư vấn không cho con bú? Thì ở viện chúng ta là gì, là ở viện sản trung ương thường là gì, tư vấn không cho con bú và cho gắt sữa. Một là gì, dùng aspirin, hai thuốc tiên thai, ba gì ạ, thuốc kháng tiết gì đấy, thì sữa đấy, Baclofen đấy, các bạn cho 10 viên mỗi ngày hay như là được. Và trường hợp không có điều kiện dùng sữa thay thế phải cho con bú, mẹ cần tránh những cái tổn thương miệng của trẻ sơ sinh hoặc là cái nứt đầu ti của người mẹ có thể tăng nguy cơ lây chuyển từ mẹ sang con. Và cái dự phòng chúng ta phải giáo dục truyền thông. Thứ hai là thực hành tình dục an toàn, tư vấn và xét nghiệm HIV cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, khuyến khích trì hoãn này quan hệ tình dục đối với thanh niên. Tất nhiên là một phần thôi, chúng ta làm sao đảm bảo là quan hệ an toàn, nhổ bao su để giảm lây chuyển từ mẹ sang lây chuyển HIV, lây chuyển các bệnh lây chuyển qua đường tình dục, và phát hiện sớm là trị kịp thời các bệnh lây chuyển qua đường tình dục, ví dụ là lậu, giang mai, các bệnh là gì HIV này khác, để giảm nguy cơ lây chuyển từ mẹ sang con.
và gì phòng tránh mang thai ngoài muốn trong phụ nữ nhiễm HIV, phải tư vấn các biện pháp tránh thai, dùng bao cao su, tư vấn làm xét nghiệm sớm, tư vấn tình dục an toàn để cho các bạn những phụ nữ mình nằm giảm nguy cơ có thai những bệnh nhân mà nhiễm HIV. Tuy nhiên là chúng ta tư vấn làm sao để người ta thực hiện an toàn, còn nhiều khi là người ta vẫn cố ý hoặc có vấn đề gì đấy người ta không thực hiện gì. Chúng ta phải chứng tỏ là một là chưa tốt, thứ hai là gì, người ta vẫn là chưa hiểu được cái tầm quan trọng khi mà phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV thì nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con như nào. Đây báo cáo thứ hai là hết. Tôi báo cáo tiếp bài thứ ba luôn nhất, hay sau đó các bạn có gì hỏi thì ta sẽ tập hợp câu hỏi trả lời.